Mời quý vị cùng đến với những tin tức thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Nga vs Ukraine ở trào lửa Adivska Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn xảy ra ác liệt trên các mặt trận khi Nga tuyên bố tấn công 110 khu vực Ukraine. Lực lượng Ukraine có nguy cơ rút khỏi thành phố Adivska trước thời điểm năm mới khi Nga tăng cường tấn công vào mặt trận này. Tình thế đảo chiều chóng mặt, Nga từ phòng thủ chuyển sang tấn công. Theo giáo sư Đại học Hoàng gia Anh, tình thế chiến trường Ukraine đảo chiều chóng mặt, quân Nga chuyển từ phòng thủ sang tấn công, Bắc mốt thứ hai có thể xuất hiện. Zepen Times, Mỹ đối mặt với nguy cơ thất bại thê thảm hơn cuộc chiến Afghanistan. Theo tờ báo Nhật, Mỹ và các đồng minh phương Tây đang chuẩn bị cho một kết cục xấu nhất là thất bại toàn diện của Ukraine trước Nga. Cựu sĩ quan Mỹ, Washington tự đặt bẫy mình ở Biển Đỏ, theo chuyên gia, việc Mỹ lập liên minh thực hiện chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng không khác gì tự xây bẫy cho mình. Sau đây là những thông tin chi tiết. Nga VF Ukraine ở trào lửa Adivska Trang tin quân sự AviaPro ngày 23 tháng 12 dẫn lời ông Ekseni Dysky, cựu chỉ huy tiểu đoàn AIDA của Ukraine, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng tình hình của quân Ukraine ở khu vực Adivska ngày càng trở nên khó khăn hơn. Ông Dysky nói rằng quân đội Nga đang tiến công mạnh trong khu vực. Cựu chỉ huy thừa nhận lực lượng Ukraine có thể phải rút lui khỏi Adipska ngay trước thời điểm năm mới. Trong bản cập nhật chiến sự, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết ngày 23 tháng 12, lực lượng Ukraine đã ngăn chặn 15 cuộc tấn công của Nga ở tàng ngạn sông Dnipro, khiến Nga bị tổn thất nặng nề, theo hãng thông tấn Ukrform. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết tổng cộng có 57 cuộc giao tranh trên chiến trường trong ngày 23 tháng 12. Tình hình hoạt động ở miền Đông và miền Nam Ukraine vẫn còn khó khăn không quân Ukraine đã mở 18 cuộc tấn công vào các cụm nhân lực, khí tài và thiết bị quân sự của Nga, cũng như 5 cuộc tấn công vào các hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Lực lượng tên lửa Ukraine đã tấn công 5 cụm nhân lực, trang thiết bị quân sự, 2 đơn vị pháo binh, 3 kho đạn dược và một sở chỉ huy Ukraine. Chiều tối 23 tháng 12, lực lượng Nga đã tấn công hàng loạt vào thành phố Kherson, tỉnh Kherson, khiến cho nhiều khu vực xảy ra hỏa hoạn. Tờ Kiev Independent dẫn lời lãnh đạo cơ quan quản lý quân sự thành phố Khắc sơn ông Roman Morocco cho hay, quân Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Kharkiv, khiến cho mạng lưới truyền khí đốt dò dỉ và một cơ sở y tế bị cháy. Trong bản cập nhật chiến sự, Bộ quốc phòng Nga cho biết trong ngày 23 tháng 12, lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và thiết bị của Ukraine ở 110 khu vực, theo hãng thông tấn TASS. Tại thành phố Kupian, tỉnh Kharkiv, Nga đã giáng đòn tấn công vào một số địa phương tại thành phố này, khiến Ukraine mất 15 tỷ lính, hai xe cơ giới và một khẩu pháo D-30. Tại thành phố Liman, tỉnh Donetsk, Nga đã ngăn chặn hai cuộc tấn công của Ukraine, khiến cho Ukraine mất tới 150 quân, một xe bọc thép, hai xe bọc thép chở quân và một hệ thống pháo D-30. Ở phía nam tỉnh Donetsk, Nga đã ngăn chặn 3 cuộc tấn công của Ukraine, khiến Ukraine mất 65 quân, 3 xe bán tải, một hệ thống pháo tự hành Akashia và Gorizka cùng hai pháo tự hành D-30. Tại tỉnh Zaporizhia, Nga tấn công một số lữ đoàn của Ukraine, khiến Ukraine mất tới 90 binh sĩ và 5 phương tiện cơ giới. Tại tỉnh Kherson, Ukraine mất tới 100 lính, 3 phương tiện cơ giới, một khẩu pháo m và D-30 do các hoạt động quân sự, bao gồm pháo kích và không kích của Nga. Tiêm kích MiG-31 của Nga lợi hại ra sao mà khiến Ukraine phải dè chừng? Tiêm kích MiG-31 của Nga có nhiều khả năng khiến Ukraine phải dè chừng, trong đó việc nó có thể phóng tên lửa Kinza khó lòng đánh chặn. Theo tờ National Interest, mỗi lần tiêm kích đánh chặn siêu thanh Mikoyan MiG-31 cất cánh từ căn cứ không quân Nga gần Ukraine, thì loại tiêm kích này đều gieo rác nỗi hoang mang, lo sợ cho người dân cũng như quân đội Ukraine. Hồi tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng các tiêm kích MiG-31 được trang bị tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinza sẽ tuần tra thường xuyên ở không phận Biển Đen. Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng không quân ông Yuri Inat nói rằng khi tiêm kích MiG-31 tuần tra, các cảnh báo không kích sẽ vang lên khắp Ukraine. Ông Inat nói rằng sức mạnh không quân của Nga có thể tấn công Ukraine bằng Kinza từ cả hướng Bắc, hướng Đông cũng như ở Biển Đen. Tuần trước, lực lượng không quân Nga cho biết đã tấn công các mục tiêu ở Ukraine bằng tên lửa siêu thanh KH-47 Kinza, được bắn từ tiêm kích MiG-31. Lực lượng không quân Ukraine xác nhận các tên lửa này của Nga đã nhắm vào ngoại ô thành phố Starokotianstinivs, tỉnh Khmenitsky. Mikoans MiG-31 là tiêm kích đánh chặn siêu thanh được phát triển để phục vụ cho lực lượng không quân Liên Xô, thay thế cho các tiêm kích MiG-25, chuyến bay đầu tiên của Mikoyan MiG-31 vào tháng 9 năm 1975. MiG-31 được coi là một trong những máy bay chiến đấu nhanh nhất thế giới và dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động cho đến ít nhất giữa năm 2030, theo National Interest. Tiêm kích MiG-31 được trang bị hệ thống điện tử hàng không kỹ thuật số hiện đại có hai chỗ ngồi, với người ngồi ghế sau là sĩ quan chịu trách nhiệm về hệ thống khí tải chuyên dụng. Khung máy bay bao gồm 49% thép Niken hàn hồ quang, 33% hợp kim loại nhẹ, 16% titan và 2% vật liệu tổng hợp MiG-31 cũng được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết. Thân máy bay được thiết kế hợp lý cho phép nó bay ở độ cao thấp với tốc độ siêu âm như mong muốn. Tiêm kích được trang bị động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đặc biệt cho phép tăng phạm vi chiến đấu. Điểm then chốt là tiêm kích MiG-31 đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tên lửa Kinza đạt được tốc độ siêu thanh. Tên lửa mang trên tiêm kích MiG-31 sẽ được phóng từ độ cao khoảng 20 km so với mặt đất và ở tốc độ ít nhất là 1.500 km h Tốc độ của tiêm kích này cho phép Kinza đạt tốc độ tối đa gấp 8 đến 10 lần tốc độ âm thanh, khiến cho tên lửa có khả năng gây sát thương cao và gần như không thể bị đánh chặn. Còn phiên bản MiG-31BM nâng cấp sử dụng tên lửa không đối không tầm xa R-33 và tên lửa không đối không tầm ngắn R-73. MiG-31BM được trang bị hai động cơ D30 F6 với tốc độ tối đa 3.000 km h trần bay 20.600 m và được trang bị hệ thống tiếp nhiên liệu giữa không trung. Không rõ có bao nhiêu MiG-31 nguyên bản đã được nâng cấp lên tiêu chuẩn 31BM, nhưng có thông tin cho rằng con số này chưa đến 100 trong số 500 chiếc sản xuất từ thời Liên Xô. Mặc dù tiêm kích MiG-31 không được phát triển để chiến đấu tầm gần hoặc là quay đầu nhanh, nhưng nó là máy bay chiến đấu đầu tiên của Liên Xô có khả năng nhìn xuống và bắn hạ. MiG-31 cũng có thể ở độ cao rất lớn nếu theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc. Radar Jocelyn của MiG-31 là radar mảng pha đầu tiên trên thế giới, có tầm hoạt động 200 km. Nó có thể theo dõi 10 mục tiêu cùng lúc và kiểm soát sự tấn công của 4 mục tiêu trong số đó cùng một lúc. Do máy bay chiến đấu siêu thanh này có khả năng mang tên lửa đạn đạo Kinza, nên mỗi khi một chiếc MiG-31 cất cánh từ căn cứ quân sự Nga gần Ukraine, cảnh báo không kích sẽ được đưa ra trên toàn bộ đất nước, đôi khi kéo dài hàng giờ đồng hồ. Như tờ Kiev Post gần đây đưa tin rằng rất nhiều doanh nghiệp ở Ukraine có chính sách an toàn là đóng cửa cơ sở sản xuất kinh doanh khi có cảnh báo không kích. Do đó, các cảnh báo do MiG-31 sẽ kích hoạt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Ukraine. Nga biết rằng họ có thể làm gián đoạn việc kinh doanh của Ukraine chỉ đơn giản bằng cách đưa một chiếc MiG-31 lên không trung và để nó bay vòng quanh một lúc. Tình thế đảo chiều chóng mặt, Nga từ phòng thủ chuyển sang tấn công Theo giáo sư của Đại học Hoàng gia Anh, tình thế chiến trường Ukraine đảo chiều chóng mặt, quân Nga chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Bác mớt thứ hai có thể xuất hiện, khi Mỹ và phương Tây dành nhiều sức lực hơn để hỗ trợ Israel, tình hình ở chiến trường Ukraine cũng đảo chiều mạnh mẽ. Vấn đề hiện nay là Ukraine đang bị Nga bao vây và Ukraine có rất ít hy vọng giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Tờ Sunday Times của Anh ngày 29 tháng 10 đưa tin, Nga đã có một thời gian vui vẻ trong 3 tuần qua khi họ tăng cường tấn công chiến lược. Theo Sunday Times, lúc này quân đội Nga bắt đầu tăng cường tấn công, tập trung trên các hướng Adivska ở Donetsk và Kupyansk ở Kharkov. Rõ ràng là tình hình hiện tại đã đảo chiều mạnh mẽ, Ukraine có thể đang phải đối mặt với việc Nga phát động cuộc tấn công tổng lực và một bắc thứ hai có thể đã xuất hiện. Michael Clark, giáo sư nghiên cứu quốc phòng tại Đại học Hoàng gia Anh viết, nhưng không giống như Bakhmut, Adipska có giá trị chiến lược thực sự vì nó nằm trên tuyến đường quan trọng đến Donetsk và hệ thống đường bộ của nó đóng vai trò là lối vào phía nam Donbass. Điều này có nghĩa là Ukraine phải đầu tư thêm lực, nếu không, có thể họ sẽ mất Kharkov. Kể từ tháng 6 năm nay, Ukraine đã phát động chiến dịch đại phản công. Có thể nói là cả Mỹ, phương Tây và Ukraine đều hy vọng việc sử dụng khí tài tiên tiến hạng nặng do các nước NATO cung cấp cho Ukraine có thể dễ dàng xuyên qua tuyến phòng thủ do Nga xây dựng. Tuy nhiên, đã hơn 5 tháng trôi qua và cuộc đại phản công của Ukraine đã phải dừng lại. Theo kế hoạch, quân đội Ukraine tập trung chọc thủng tuyến phòng ngự của Nga trên hướng Zaporizhia. Nhưng trước tuyến phòng thủ thứ hai của Nga, quân đội Ukraine không còn khả năng tấn công. Tệ hơn nữa, quân đội Ukraine còn phải chịu những tổn thất nặng nề trong cuộc tấn công. Không chỉ quân số bị tổn thất nghiêm trọng mà ít nhất 30% thiết bị quân sự do Mỹ và phương Tây cung cấp cũng bị thiệt hại. Ví dụ như xe tăng Leopard 2 của Đức và xe tăng Challenger 2 của Anh ngay lần đầu xuất trận đều bị bắn cháy và nhiều khí tài tiên tiến của phương Tây cũng vậy. Chúng vẫn không thể trụ được trước hỏa lực của quân đội Nga, nhưng vấn đề bây giờ là khi mùa thu và mùa đông đến ukraine sẽ bước vào một mùa đông dài thời tiết như vậy không thích hợp cho các cuộc tấn công của quân đội ukraine nhưng lại gặp phải sự phản công của quân nga theo các hướng adivska và kupian giáo sư michael clark cho biết adivska sẽ sớm trở thành bác mớt thứ hai của ukraine điều này đặc biệt quan trọng đối với nga và thậm chí còn quan trọng hơn đối với ukraine hiện nay trận chiến gần adivska đang rất khó khăn cho cả hai bên cả hai bên đều có thể sẽ uh, chiến đấu rằng co như ở Bakhmut. Tuy nhiên, trên thực tế, Ukraine không có nhiều lực lượng có thể thực sự chiến đấu. Trước đó, Ukraine đã mất 60.000 quân chiến đấu ở Bakhmut và mất thêm 70.000 quân chiến đấu trong cuộc phản công mùa hè vừa qua. Những đơn vị dự bị cuối cùng của Ukraine hiện đang được điều động ra mặt trận, nhưng Ukraine có thể không còn quân số để tham gia chiến đấu. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn là sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine đang ngày càng giảm sút đặc biệt là sau khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ. Mỹ đã tập trung nguồn lực để viện trợ cho đồng minh thân cận Israel và thậm chí còn chuyển giao số đạn pháo 155 ly mà nước này định cung cấp cho Ukraine sang cho Israel. Lợi thế phòng ngự của Ukraine tại Adybska là các công sự phòng ngự kiên cố được xây dựng suốt 8 năm qua. Tuy nhiên, với việc quân đội Nga tăng cường sử dụng lực lượng không quân, ném bom có điều khiển, khiến cho lợi thế về công sự trận địa vững chắc của Ukraine bị san bằng tổng hợp các vấn đề này khiến tình hình Ukraine càng trở nên khó khăn hơn. Trong một bài phỏng vấn mới đây với tờ Economist, tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine tướng Valery Zaluni đã có phát ngôn gây chấn động khi thừa nhận chiến dịch phản công của Kiev lâm vào bế tắc. Tướng Zaluni cũng phàn nàn rằng chiến thuật của NATO không giúp quân đội Ukraine tạo nên được bước đột phá. Ngoài ra, có tin đồn lan truyền trong quân đội Ukraine rằng tướng Zaluni và tổng thống Zelensky có quan điểm khác nhau về tình hình chiến trường. Tướng Zaluni cho rằng quân đội Ukraine nên tập trung duy trì vị thế hiện tại và chuẩn bị cho các hoạt động quân sự vào năm 2024. Nhưng Tổng thống Zelensky lại cho rằng nếu cuộc tấn công của Nga có thể bị đẩy lùi, thì hướng chiến lược gần nhất của Ukraine là mở một cuộc tấn công khác về phía Nam và cô lập Crimea. Tuy nhiên, thực tế không như những gì mà Tổng thống Zelensky mong đợi. Ukraine thiếu sự hỗ trợ về đạn pháo, hỏa lực chiến đấu chủ yếu của quân đội Ukraine. Hiện tại, Mỹ và các nước phương Tây không thể cung cấp cho Ukraine những nhu cầu cơ bản về đạn pháo. Có thể nói Ukraine đã thất bại trong việc thiết lập nền sản xuất quốc phòng thời chiến. Thực tế là ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã bị phá hủy và không có năng lực cung cấp nào cả. Nhưng ngược lại, Nga đã kích hoạt ngành công nghiệp quốc phòng của họ, cho phép Nga về cơ bản đáp ứng nhu cầu khí tài trên chiến trường. Ông Sergei Krivonov, thiếu tướng quân đội Ukraine đã nghỉ hưu cho biết, Nga đã thành công trong việc sản xuất khí tài bất chấp lệnh trừng phạt. Nhưng Ukraine không thể đạt được mục tiêu này với sự hỗ trợ toàn cầu. Hơn nữa, những yếu tố này đã khiến Nga chuyển từ phòng thủ sang tấn công, khiến cho Mỹ và phương Tây thất bại hoàn toàn. Japan Times, Mỹ đối mặt với nguy cơ thất bại thê thảm hơn cuộc chiến ở Afghanistan. Theo tờ báo Nhật, Mỹ và các đồng minh phương Tây đang chuẩn bị cho một kết cục xấu nhất là thất bại toàn diện của Ukraine trước Nga. Tờ Zephyr Times của Nhật mới đây đã có bài viết cho rằng Mỹ và các đồng minh phương Tây đang chuẩn bị cho một kết cục mà trước đây họ thậm chí không thể tưởng tượng được, đó là thất bại quân sự toàn diện của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Theo các chuyên gia của Ấn Phẩm Nhật, NATO đã bắt đầu đánh giá lại những rủi ro liên quan đến Nga trong thời kỳ hậu chiến và uy tín của Mỹ sẽ giảm sút nghiêm trọng khi mà các đối tác và đồng minh của Washington sẽ đặt câu hỏi về mức độ đảm bảo quân sự của Washington đáng tin cậy như thế nào. Theo họ, hậu quả của thất bại chiến lược như vậy còn sâu sắc hơn nhiều so với việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021 theo kiểu tháo chạy sau khi phải chấp nhận đàm phán với Taliban. Thậm chí là kể cả quân đội Ukraine chưa thua Nga thì chính quyền Kiev vẫn sẽ thua nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm tới. Ông Trump đã từng công khai tuyên bố sẽ đưa nước Mỹ rời khỏi các liên minh lớn mà ông coi là vô bổ bao gồm cả NATO, và cam kết đạt được thỏa thuận với Putin về Ukraine chỉ sau 24 giờ. Ngoài sự hoài nghi của công chúng về chi phí hỗ trợ quân sự cho Ukraine, kết quả đáng thất vọng của cuộc phản công ở Zaporizhia và tình hình nguy cấp ở Mariska, Alipska đã đặt ra câu hỏi về việc liệu mục tiêu biên giới năm 1991 được tuyên bố công khai của Ukraine có khả thi hay không. Bài báo của Japan Times cho biết các quan chức châu Âu dự đoán Nga có thể sẽ tìm cách chiếm thêm các vùng lãnh thổ và tiếp tục phá hủy thêm cơ sở hạ tầng của Ukraine. Những chính khách ủng hộ Ukraine ở Mỹ và các nước Liên minh châu Âu cho biết viện trợ có thể sẽ được phê duyệt dưới một hình thức nào đó vào đầu năm 2024, nhưng họ cũng thừa nhận rằng điều này khó có thể dẫn đến bất kỳ thay đổi mang tính đột phá nào trên chiến trường. Thậm chí là các quan chức ở các nước vùng Baltic đã kêu gọi công chúng chuẩn bị tinh thần cho cuộc xung đột quân sự tiếp theo sẽ lan rộng tới đây. Trong bối cảnh những đảm bảo của NATO dành cho chính quyền Latvia, Litva và Estonia không còn có vẻ bất khả xâm phạm nữa. Tờ báo Nhật Bản tiếp tục nhận định rằng, niềm tin trước đây về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine sẽ là một thất bại chiến lược đối với nhà lãnh đạo Vladimir Putin, đã phai nhạt dần Giờ đây, không mấy ai tin là Kiev có thể giành được một phần lãnh thổ nào đáng kể từ tay Moscow. Cựu sĩ quan Mỹ, Washington tự đặt bẫy mình ở Biển Đỏ Nhận định của ông Scott Ritter, cựu sĩ quan tình báo quân sự Mỹ được đăng tải trong bài viết của hãng RIA. Theo nội dung bài viết ngày 18 tháng 12, sau chuyến công du Trung Đông với các điểm dừng ở Kuwait, Bahrain, Qatar và Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố thành lập chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng dưới sự bảo trợ của lực lượng đặc nhiệm kết hợp CTF-153, tập trung và an ninh ở Biển Đỏ, để bảo vệ vận chuyển hàng hải. Trở lại ngày 19 tháng 11, lực lượng Houthi ở Yemen đã tấn công một tàu chở hàng có liên kết với Israel là Galaxy Leader. Houthi tuyên bố rằng họ sẽ chặn tất cả các hoạt động vận chuyển hàng hóa đi qua Biển Đỏ tới Israel, trên thực tế là thiết lập một lệnh phong tỏa đối với Israel cho đến khi Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza. Lực lượng Houthi sau đó đã tấn công nhiều tàu có liên quan đến Israel đi qua eo biển Bas al-Mandeb, một lối đi hẹp dẫn vào biển đỏ và xa hơn tới kênh đào Suez, đe dọa thương mại toàn cầu bởi những gã khổng lồ về dầu mỏ và vận tải biển bao gồm BP, MST, Evergreen, OOCL và Mas đã tuyên bố đình chỉ hoạt động qua biển đỏ thiệt hại đối với nền kinh tế Israel do sự phong tỏa của Houthi gây ra ước tính lên tới hàng tỷ đô la, và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đe dọa sẽ sử dụng lực lượng quân sự chống lại Houthi nếu Mỹ không thay mặt họ can thiệp. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!